Xin chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em đến với Good Chaos Way Life News. Hôm nay ngày đầu xuân, Lộc gửi đến quý anh chị em những lời chào, những lời chúc thân thương tốt đẹp nhất đến mọi người. Chúc cho năm mới mọi người có sức khỏe, niềm vui và đem lại những giá trị tốt cho cuộc sống hàng ngày. Đây, Lộc chia sẻ đến mọi người chiếc xe Mercedes S450 Luxury sản xuất 2019. Với chiếc xe Luxury sản xuất 2019 này thì quý anh chị thấy thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Phiên bản Luxury thì quý anh chị cũng biết rằng nó sẽ có những tính năng nổi bật như là có Night View Assist Plus. Đây là tính năng hỗ trợ lái vào ban đêm cực kỳ an toàn và cực kỳ tiện nghi cho người lái. Đồng thời có thêm tính năng như là loa bơm master 26 loa. Rồi chúng ta có một cái ghế cho ông chủ, đó là ghế thương gia. Với ghế thương gia này có thể điều chỉnh được 43,5 độ giúp cho người ngồi phía sau, ông chủ ngồi vị trí đó khi đi đường xa sẽ có cảm giác thoải mái nhất, điều chỉnh được một cái tư thế thoải mái nhất quý anh chị nha. Về phần đèn xe, bởi vì là nó có Night View Assist cho nên lúc nãy Lộc chia sẻ với mọi người là những cái tính năng về đèn xe nó sẽ cực kỳ thông minh hơn. Camera 360 độ, cửa hít, loa bơm master Lộc chia sẻ đó mọi người. Nó sẽ được trang bị là đến 26 loa bơm master. Với loa bơm master nghe cực kỳ hay. Ghế ngồi của chúng ta sẽ được sưởi và làm mát ghế cho 4 ghế. Đây, loa bơm master loa xoay được trang bị trên chiếc xe Mercedes Luxury S450 Luxury. Ghế thì mọi người thấy như nào? Đối với những cái chiếc xe sang trọng như thế này thì ghế nó rất là dày, có lỗ thông hơi, là mát ghế, sửa ghế đầy đủ nha. Chiếc Mercedes-Benz phát sáng khi chúng ta mở cửa ra. Night View Assist. Với hệ thống Night View Assist này, quý anh chị Lộc chiếu lên đây nè, quý anh chị sẽ thấy được như nào. Quý anh chị thấy không? Và phía trước của chiếc xe của mình đó, trong cái màn hình lái, quý anh chị thấy là có một cái chiếc xe Mini Cooper Countryman và một chiếc xe C300 ở phía trước của mình. Đây, tính năng Night View Assist đáng đồng tiền được hỗ trợ cho quý anh chị vào ban đêm. Khi đi vào ban đêm với chiếc xe của mình, nó sẽ nhận diện ra phía trước là có người đi qua đường hay là có vật gì đó, nó sẽ chiếu lên đây để giúp cho quý anh chị an toàn hơn khi lái xe, hỗ trợ cho chúng ta lúc là lái xe vào ban đêm được an toàn hơn rất là nhiều. Tính năng này thì nó tuyệt vời trên chiếc xe Mercedes S450 Luxury này quý anh chị ạ. Màn hình kép ở đây, những cái tính năng là cực kỳ là ok rồi. Nói về Mercedes thì khỏi chê về cảm giác lái, nhưng mà chúng ta chia sẻ với nhau bên trong nội thất quý anh chị thấy như thế nào. Rất là mới luôn quý anh chị ạ. Bởi vì những cái chiếc xe càng sang trọng thì những cái trang thiết bị ở bên trong nó càng được xịn sò, nó càng phải là chất liệu cao cấp. Vì vậy mà chúng ta thấy nó cực kỳ là mới. Gỗ được bọc xung quanh vô lăng. Màn hình lái được thiết kế digital cockpit thì quá ok rồi. Nó sẽ có cái tính năng là heads up display nữa, thêm một cái tính năng là heads up display. Nó sẽ hiển thị thông tin trên kính lái giúp cho chúng ta việc lái xe của chúng ta được an toàn cũng như là tiện nghi hơn rất nhiều luôn. Ở đây phía sau chúng ta sẽ có cái kính phía sau, nó được tối màu, đồng thời là có thêm rèm che nắng được chỉnh điện luôn quý anh chị. Vì vậy mà nó sẽ nâng thêm cái tầm sang trọng cũng như là giúp cho cái việc chúng ta ngồi trong xe được riêng tư. Thêm nữa là nó cũng giúp cho chúng ta che được nắng khi mà chúng ta đi được vào buổi trưa nắng hay là buổi chiều đó. Nó khá là ok luôn quý anh chị. Đó là những cái tính năng hữu dụng của nó. Ghế thương gia nằm ở vị trí này nữa đây. Một cái ghế thương gia ngả được 43,5 độ, chúng ta có thể điều chỉnh được như thế, điều chỉnh được cái ghế ở phía trên và cái ghế này sẽ ngả ra 43,5 độ. Đó là dùng từ ghế thương gia, ghế của ông chủ Boss. Hệ thống điều hòa 4 vị trí, là hệ thống điều hòa của chúng ta là 4 vùng độc lập. Ở đây chúng ta sẽ có một cái kệ bệ tay, trang bị thêm hai cái đế để đẻ ly nước, cực kỳ là sang trọng và ưu tú cho vị trí phía sau của người ông chủ ngồi phía sau. Ở bên này chúng ta sẽ trang bị có thể là để những vật dụng gì trong này, giống ở đây là để hai cái remote để điều chỉnh ở màn hình phía trước.
Quý chị thấy như nào về cái ghế? Nhìn cái ghế thôi là chúng ta đã thấy là nó rất là sang trọng rồi. Thêm là cửa hít quý chị. Cửa hít thì không thể thiếu cho một cái chiếc xe sang trọng như chiếc xe Mercedes S450 Luxury này. Xe của mình thì được sản xuất 2019, lăn bánh 36.000 km. Hiện tại với cái giá của nó cực kỳ yêu thương, cũng như là để chúng ta tiếp cận một cái chiếc xe hạng sang, hạng S-Class này, nó chỉ khoảng tầm 2 tỷ 7, loanh quanh chừng đó quý anh chị có thể sở hữu được chiếc xe này. Nếu quý anh chị có nhu cầu trải nghiệm hãy cứ liên hệ với Lộc nha. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái ghế ông chủ có những cái gì. Ghế ông chủ thì có thể điều khiển được trong cái chiếc xe này đầy đủ hết quý anh chị, kiểu điều khiển cửa sổ trời, điều khiển với cái ghế ở phía trước. Rồi chúng ta có làm mát ghế, sưởi ghế cũng bấm ở đây, điều khiển hai vị trí nhớ ghế. Rồi chúng ta sẽ ngả cái ghế ra được, là chúng ta điều khiển cái ghế ra được 43,5 độ, đầy đủ những tính năng ở đây. Rèm che nắng cũng sẽ được điều khiển ở chỗ này luôn ha. Ghế ông chủ sẽ điều khiển được hết những cái vị trí ở trong xe này, cực kỳ là sang trọng luôn. Thêm nữa, khi mà chúng ta ngồi trong xe với những cái trang bị như là gỗ cao cấp Open Pro thì chúng ta còn có thể được trang bị thêm đó là nước hoa, giúp cho người trong xe dễ chịu hơn khi chúng ta sử dụng nước hoa, có nước hoa, trang bị nước hoa ở bên trong xe rất là dễ chịu khi chúng ta bước lên xe. Những cái trang bị như là ghế, ghế thì là ghế da ghế đắp ba rồi thì chúng ta biết là trang bị nó là quá xịn rồi, quá tốt rồi. Quý anh chị muốn trải nghiệm hãy liên hệ với Lộc. Chiếc xe với giá chỉ khoảng tầm hơn 2 tỷ 7 chút xíu, chúng ta đã tiếp cận được chiếc xe rồi. Hãy alo cho Lộc nha để có những chương trình tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.